cha nó, họ không có cái nào nhục bằng bị thằng con mình nó bán đứng mà. Cái mai cả ngàn tỷ của người ta mà đem mày, mà đem mày cúng cho người ta sáu bảnh không, ăn ngon tối ngày không, mày tôn thờ bên đó hoài không, ha? Mày đứng lại làm chi vậy? Đi tiếp đây. Con đứng buồn đó tiếp. Tôn thờ thằng cha. Bà tôi nói thiệt nghe bà, bà có sống khôn thác thiên, bà về bà bẻ họng nó giùm tôi. Cây mai của người ta mà đem cả ngàn tỷ của người ta, ngàn tỷ nó hơi quá chứ không cần, mấy trăm triệu của người ta mà đem mình ra mày cúng cho thằng cha sáu ảnh, mới mốt mình đã chết mày đem cái hình trả về mày thờ luôn đi, tao cho mày góc mày đem cái hình về mày thờ. Chừng nào tí về đi, từ từ đang ăn nè. Tao nói mày biết nha, mày đừng có hòng nha, cái gia đình con trai sáu bảnh á không có kết thân được đâu nha. Từ khi nào nè tao chết á nha, mày muốn làm gì mày làm, chứ tao còn sống hả, biết có cái chuyện mà mày mà với con An mà cưới nhau đâu nghe chưa mày, nghe mày giờ đây. Vậy thì con đi chết cho tí vừa lộc. Đi đi, mình chết đi. Tao lên trại hồi ông xã tao đặt rồi đó. Ủa, ta ăn có miếng xôi mà ăn không được cái nó luôn. Chửi tao riết mà ăn không ngon lành hết. Chị hai, chị hai, chị hai. Gì? Em nói hai nghe nè. Hả? Cái cây mai lúc nãy á, em với tí á, không phải tự lựa đâu, mà của anh Khang nhường cho tí đó. Cái gì? Vậy đó hả? Ừ, mà em sợ bác Năm Tọn mà biết được chuyện đó, thế nào cũng qua đây kiếm chuyện cho mà coi. Giờ làm sao hai? Em định mang đi trả đó, hai thấy làm sao? Ừ, em nói thiệt đó không? Em có nói giỡn đâu. Thật ra là dù gì nhà mình với nhà bác Năm cũng là hàng xóm láng giềng thân thiết, mà biết tính bác Năm rồi đó. Em biết mà. Ông muốn cái gì là được cái đó đó. Mà tính tía mình cũng vậy. Có khi nào vậy đi tía. Hả? Trời ơi, chưa kịp giải quyết tới nơi luôn rồi. Chạy sao bạn đâu ơi. Dạ, dạ thưa bác Năm mới qua. Bác Năm bắt chứ sao gì. À, dạ, thứ, dạ tía còn không có ở nhà. Dạ. Không có nhà. Dạ rồi không nên nết ha. Trời đất ơi, hại con gái của mình, rồi còn cướp đồ của người khác nữa. Đột chứ già không có nết na thì ngon ra đây nè. Tía ơi, tía. Dạ bác Năm, tía con không có nhà. Không có nhà thì có. Tao biết nó vòng vòng trong đó chứ đâu. Dạ không có mà. Già không có nết na thì ngon ra đây nè. Ngon nè, ra đây. Ra đây nói chuyện nè. Dạ không có nhà mà. Con nói thiệt đó, con không có nhà đâu bác Năm. Cứ về đi bác Năm. Ngon, bước ra đây đi. Đừng có làm bộ, bây làm người ta không biết hả. Trời ơi, tôi cũng bị chữ hoài. Dạ chữ hoài. Dạ cảm ơn bác Sáu, trời nóng tạt cái mát quá. Nè, mấy món tạt nói nha. Tạt luôn. Thôi tiếc. Về mày. Mát mà tiếc. Tiếc. Nhớ nghe, nhớ nghe. Thấy không, mình xạo hả, mình xạo mà nói tiếc. Tiếc ơi, tiếc. Chạy không có nhà ơi. Chơi không lại mà chơi hoài. Hãy nghe lời tụi con nói, tí không có nhà là được rồi. Chơi lợi tao hả? Tao tạt cái hai cha con nở ra y như hột é. Thôi mà tí à, thiệt luôn á, mình sai mà còn tạt nước người ta nữa tí. Trời ơi, tao không hiểu luôn á. Ông già này rảnh rỗi sinh nông nổi, tự nhiên tạt nước chơi cho vui vậy à. Không kịp đỡ luôn á. Rồi chuẩn bị kiếm chuyện nữa nè, chứ không phải là dừng tại đây đâu nha. Em lo thiệt đó. Ê, ông ra kìa, đi vô.
mình đối xử như vậy có quá đáng với con Xuân không không biết. Giờ thấy thằng Lộc nó đau khổ nhớ vợ nó vậy, tự nhiên nó thấy làm như xót xa quá trời quá đất. Tất cả cũng tại cha Sáu Bảnh hết trơn á trời. Chuyện đâu có đáng gì, đâu có đến nổi đâu mà tự nhiên cấm cản tuyệt đối không cho hai đứa tụi nó qua lại thăm nhau. Dù gì nữa tụi nó cũng là vợ chồng với nhau. Trời ơi, ông cô đơn rồi làm như ông không muốn ai có đôi có cặp gì hết trơn vậy trời. Sao kỳ vậy? Thiệt là bực mình hết sức nói. Chưa có năm nào mua cái mai độc lạ như năm nay. Mà chắc nở sớm quá. Nở sớm thì tốt thôi, coi như là mùa xuân tới sớm. Ôi, bà không biết cái gì bà không trọt trọt vô. Người ta chơi mai năm có mùa tới thì người ta chơi mai, người ta muốn nở ngay ngày mùng 1 à. Ý nghĩa ở đây là mai là nó đem sự may mắn, hiểu không? Trời đất ơi, anh Sáu, thời đại bây giờ mà anh còn mê tín dị đoan vậy nữa hả? Cái mà may mắn hay không á là do thời vận thôi, chứ đâu phải do cây mai. Mà nè, sorry anh nha, hình như là anh học tới lớp 1, lớp 2 rồi anh nghĩ phải không? Sai chính tả rồi. Cái cây mai á là cái chữ mai á là chữ y ngắn, còn cái may mắn mà anh nói á là may là y dài, hay còn gọi là y cà rết đó. Thôi mệt bà quá. Người miền Tây mình từ xưa tới giờ vậy thôi à. Ví dụ như là cái mai này á là một năm mình chơi một lần, thì ông bà mình cứ nói là cứ nở hễ đúng mùng 1 á, mà nó nở ra hết á nha, thì năm đó mình ăn được. Mà hễ mà cứ 30, tối 30 mà nó héo queo mà nó rụng nụ là coi như năm đó coi như là ăn thất bại hoàn toàn. Cái đây là mình phải tin á, không tin không được đâu à. Tại sao trong miền Nam mình ăn rồi cứ hễ Tết là người ta sợ đắng cay mà cứ nấu canh khổ qua là cầu cho khổ nó qua đi. Ủa chứ không phải khổ qua, người ta gọi là khổ quá, khổ quá, khổ quá. Nói bà cũng không biết gì hết trơn á trời. Thôi gì để tôi vô tôi suy nghĩ, để làm sao để chế thuốc gì để cho nó cầm cái mai này lại nè. Chứ không là nó nở bung hết trơn á trời. Để cho mai mà nó không nở, mà chỉ có nụ, dễ thôi, easy. Mà tại sao một người nông dân, một người trồng cây kiểng bao đời nay, ông Sáu Bảnh, mình lại không biết nguyên tắc như thế nào để cầm cho mai nó đừng nở. Cũng may là trong thời gian mình ở nước ngoài, rảnh rỗi quá, mình đã tìm hiểu nguyên tắc làm cho tất cả các loài vật không bung ra. Easy, chờ đi. Với cái keo này thì ta sẽ cho mai không nở ra. Thế mà buồn là mùng 3 còn chưa nở, nhưng mà vui vui thì sáng mùng 1 nó sẽ nở. Đơn giản thôi, nguyên tắc nó thật là đơn giản. Đây, chích vô là kích, chích vào là nó hít, chích vào là nó hít, chích vào là nó hít, chích vào là nó hít. À, hay quá anh. Tôi đang sợ nó bung sớm rồi nha. Tìm cách cầm nó cho nó tới đúng ngày mùng 1 quá. Có cách làm cầm giỏi vậy. Chà, tưởng không mần gì, cuối cùng cũng được quá hen. Cảm ơn ngang. Thôi tôi đi vô chứ tôi đứng đây bà hú hồi người ta tới người ta coi bói đó. Sao Bảnh ơi, kỳ này là Sao Bảnh phải nể rồi. Không biết khô chưa ta. Để cho chắc ăn. Nhiều khi nó bung ra quá, cây không có vô nhiều, mà chích vô thêm nè, chích vô thêm nè. Đó, chích nè, chích nè. Cái kiểu này á ha, Sao Bảnh nha, 30 Tết lấy dao nại còn chưa nở nữa. Mà không được, 30 Tết mà nại không nở, cái mùng 1 ổng nói xui nữa. Không sao. Nhớ hồi xưa ở đây có coi cái tuồng cải lương nào mà có cái câu cải lương nó ca là
hồ tan keo rã, xương suối mày sẽ rã thôi. Chị hai không ngủ được hả? Hay là nhớ anh Lộc? Chị nhớ anh Lộc quá à. Thiệt hay nghĩ chuyện của mình hay buồn ghê á. Lấy chồng xong rồi còn về đây ở nhờ tí nữa. Hay về đây á, hay cứ nghe người ta nói ra nói vô. Hay sợ là tí nghe được rồi tí buồn. Nè, hai đừng có suy nghĩ nhiều quá. Miệng thiên hạ người ta thích nói gì thì nói. Nhưng mà em nghĩ nếu như mà có người hiểu chuyện á, người ta sẽ biết thông cảm cho chị hai nhiều hơn. Ai ngờ đâu má chồng quá đáng như vậy, sao mà sống nổi. Tội cho anh Lộc. Tí nói là anh vô dụng, không có đứng về phía vợ, không có bình vực vợ. Rồi xong tí cấm hai anh chị không có được qua lại với nhau. Tổn thương. Em cũng công nhận lần này tí hơi quá. Làm gì mà đến nỗi cứ cấm hai anh chị không được qua lại với nhau. Thiệt á, em nhìn em xót lắm luôn đó. Nhưng mà suy cho cùng, cũng tại tía thương chị hai cho nên mới vậy thôi. Còn chuyện của Út với lại Bảo Nam sao? Út có chút tình cảm nào với ổng không vậy? Nhưng mà chị thấy rõ ràng đó nha. Thấy ông Bảo Nam thương và lo cho Út lắm đó. Bây giờ chuyện của hai á đã đủ rối nùi rồi. Chuyện của em á cũng đâu thua kém gì đâu. Ai cũng muốn em đến với Bảo Nam. Nhưng mà thật lòng á, em không thể đón nhận anh Nam. Mặc dù em biết là anh rất là tốt với em. Thiệt á? Còn nặng tình với thằng Khang lắm cho nên mới vậy đó. Em không quên được hay à. Cứ nhìn thấy mặt của ảnh làm xót lắm. Thôi, đi ngủ đi. Biết đâu ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn. Ừ. Uống miếng nước đi. Chuyện con An á, để từ từ bác nói chuyện với nó. Bác biết con cũng buồn, nhưng cho nó thời gian. Dạ, không sao đâu bác. Chuyện tình cảm mình đâu thể ép buộc được. Với lại con thấy vậy cũng hay đó. An làm theo con tim và tình cảm riêng của cô ấy. Cô ấy làm vậy con còn quý An nhiều hơn nữa. À, với lại bây giờ cũng khuya rồi, sao bác Sáu chưa đi ngủ? Hay là lo chuyện của chị Xuân? Lo cho con An một, bác lo cho con Xuân thêm 10. Bởi vì nó có gia đình rồi, mà nó sống không có êm ấm với gia đình bên chồng nó. Bác càng nghĩ càng không ngủ được. Thôi, con cũng đi ngủ đi, khuya rồi. Dạ, thôi con đi ngủ đây, bác Sáu cũng đi ngủ ha. Giữ gìn sức khỏe nha bác. Con đi ngủ trước nha. Trời ơi, quá trời dơ nè. Tết nhất tới nơi mà cái nhà này không có quét dán nhện là giống như cái động bằng tơ luôn. Ây da, cái gì vậy? Ây da, khó quá vậy. Ây da. Anh Khang. Ủa, cô qua đây gì? Em qua để kiếm anh á. Nè, anh nghỉ tay đi. Thôi, nghỉ tay gì? Tôi đang quét, tôi đang dọn dẹp mà. À, anh nghỉ tay đi. Bỏ lát về làm tiếp. Đi ra đằng kia chơi với em có chỗ này vui lắm. Vui chỗ nào?
Ở ngoài thị xã có cái quán cà phê mới mở, trời ơi nó đông vui bá chỉ bù chét luôn. Anh Khang chở em ra đó chơi nha. Cô tự đi tự vui gì đó với bạn bè cô, bá chế bồ chét đi. Thôi hôm nay em hẹn anh với mấy đứa bạn để giới thiệu anh với mấy tụi nó, đi với em đi. Thôi cô tự giới thiệu rồi tự ra nhậu tự chơi gì đó với bạn cô đi. Bây giờ tôi đang quét rồi, tới nhất mà không quét thì nhà tôi dơ em mà. Hả? Vậy thôi. Vậy nha. Vậy thôi em ở nhà phụ anh. Trời. Phụ chi nữa? Thì đi với em thì anh cũng không đi. Em ở nhà thì anh hỏi như vậy. Thì chuyện nhà của anh cũng giống như chuyện nhà của em thôi, có gì đâu. Thôi. Không chơi gì đâu. Nhà tôi thì tôi lo, nhà cô thì cô tự lo đi nha. Trời ơi, giờ này mà anh còn phân biệt nhà em nhà anh nữa. Thôi, nhà tôi có quy định, có cái tật là nhà ai nấy lo. Vậy đó. Vô đụng nhà khác mất công người ta xui người ta đổ thừa. Trời ơi, sao quét nhà mà cũng bị ám nữa trời. Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có xây lều kín rào. Thiệt á, em kỳ ghê. Em tuyệt tình dễ sợ luôn á. Em thấy nhỏ không tội nghiệp không? Em nghĩ sao vậy? Em nghĩ sao mà em đuổi nó về vậy hả? Nhỏ qua anh, nhỏ mời đi uống cà phê thì mình đi, có gì đâu mà mình từ chối người ta. Người ta nói nha, theo tình là tình chạy, chạy tình nó là tình theo. Bây giờ em cứ chấp nhận tình yêu của con Kiều đi. Còn tình yêu của Thùy An á hả, bít cửa rồi cưng, không có cửa đâu. Đã cái dòng kia ám rồi thêm cái dòng này nữa. Thiệt chứ, sao ám hoài vậy? Chị coi lại cái miệng của chị đi ha. Chị nói chuyện với người ta mà cái miệng gì chép. Cái miệng của chị giống như mấy bà đóng phim ác trong vai chữ gì đó. Cái thằng này đồ cái thứ đẹp mà ế. Tự lo cho thân mình đi. Hôm nay mai nó sẽ không nở ra một nụ nào hết. Nhưng sáng mùng 1 tất cả các nụ mà nó sẽ nở bung ra. Trời ơi, lúc đó ông Sáu Bảnh ông sẽ nhìn mình một cách là thâm phục. Oh my god. Oh my god. Sao rụng nụ hết rồi. Bây giờ làm sao? Trời ơi, sao bạn biết là mình sẽ chết. Kèo nhánh sắt. Cái gì vậy? Gì sáng sớm la sầm vậy? Hi, how are you? Cái gì? How are you? Ai làm hao tổn gì? No. Ý là em nói với lại anh đó. Oh no, ý là tôi nói với lại Sáu là sáng nay Sáu khỏe không? Khỏe. Thế thì bây giờ để tôi trả lời nha. I am fine, thank you. Thôi dẹp đi. Nói đại ở nhà quê nói ba cái tiếng đó làm gì? Làm gì sáng sớm ra đứng múa như con công hả? Áo nàng vàng, anh về anh yêu hoa cúc. Không cần. Nè rồi. Nó nghe nè. Bây giờ để ăn sáng. Giang ra. No, tôi không có ý như vậy. No. Không phải tôi mà. Né ra. Bà làm gì nó? Tại sao bà lặt rụng nụ hết? Tôi không có lặt, mà là tôi không làm gì hết. Em không làm gì hết, em chỉ có ý tốt thôi à. Có nghĩa là tại vì biết anh muốn là những cái nụ này nè, nó đừng có nở hoa ra sớm. Cho nên á, em mới là suy nghĩ một kế rất là hay. Em lấy keo dán sắt á, em chích cái đầu nụ cho nó đừng nở ra. Nhưng mà sáng nay nó không nở ra mà nó rụng. Sao bà không lấy cái keo dán sắt mà chích vô cái miệng bà? Nếu mà lấy keo dán sắt chích vô miệng em thì em câm luôn thì sao? Thà bà câm bà đừng nói câu nào hết, tôi không tức. Ôi, nhưng mà em có ý tốt chuyện mà. Gì vậy Tiến? Đây, bay ra đây coi. Trời ơi, cái Mai. Sao lại rụng hết rồi? Gì? Đâu có làm gì đâu, lấy keo dán sắt chích cho cái nụ thôi mà. Trời ơi Mai, mà sao lấy keo dán sắt? Tôi có ý ai tốt. Ai muốn bà? Tôi chỉ có ý tốt thôi. Nhưng mà anh làm cái gì dữ vậy? Thì bất quá tôi đợi cây mai khác cho anh thôi. Bổ đơn là được hả? Trời Tía, 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 Tía. Bà Sáu, bà Sáu, bình tĩnh lên bà Sáu. Dì thôi có ý dạ, tốt đúng rồi đó Tía. Chắc là dì thôi không có ý đâu Tía. Tía bất không giận đi. Không biết thì thôi đừng có mần. Lanh chanh.
Thôi tí ơi. Đi lên. Đi vô đi. Vô đi. Đụng ma thôi mà. Sorry. Đừng giận nha tía. Bỏ đi bà Sáu ơi. Không giận sao được. Công trình tao với con này đi lửa đó. Bây giờ về nhìn cái mai đẹp dữ hết tía. Ừ. Dữ mày. Trời ơi. Dạ. Tao lửa mà. Tôi có làm gì sai đâu. Hết thảy con bà Bảy luôn. Vừa phải thôi chứ. Trời đất ơi. Bộ tôi là người ở của mấy người hả? Ủa nói. Ủa chửi ai vậy Thu Thu? Tôi chửi ông Sáu Bảnh đó. Chà. Mặt giận dỗi vậy chắc Sáu Bảnh ghẹo chuyện gì vậy? Thôi đừng có khóc. Bình tĩnh kể tôi nghe coi chuyện gì. Gì vậy? Im mong gỡ quăng vậy? Tôi hỏi mai nè. Tôi tốt quá mà. Tôi thấy ông Sáu Bảnh á, ông mua cây mai về. Mà cái cây mai á, không hiểu ông mua làm sao không biết nữa. Mà ngày nào á, cái nụ cũng nở, cũng nở, cũng nở. Rồi ông Sáu Bảnh, ông nói trời ơi, ông buồn quá. Ông muốn cho cây mai ông nở đúng vào cái ngày tốt của ông. Ông đi ra đi vô, ông suy nghĩ, ông buồn, ông rầu. Tôi thấy như vậy á, tôi mới động não. Trời ơi, ba có biết là tôi phải thức đêm, thức hôm, thức khuya, tôi không ngủ nữa. Tôi suy nghĩ là làm sao cho mai á, cái nụ nó phải úp vô như vậy hoài, để cho nó nở đúng ngày của ông Sáu Bảnh. Công tình tôi nghĩ ra được như vậy. Mà quả tình luôn là cây mai nó không có nở bông ra. Cái nụ nó vẫn còn là nụ. Mà ông la, ông mắng, ông đuổi tôi như vậy đó. Ủa, nụ còn nguyên mà sao vậy? Thì đó, nụ còn nguyên. Nó chỉ không dính vào trong cái cây thôi. Nó chỉ rớt xuống thôi. Đó, nó y chang vậy. Tại là tại tôi lấy keo chích vô từng cái đầu nụ á. Rồi cái bây giờ nụ nó không nở ra. Nó chỉ vậy thôi, có gì đâu mà ông chửi tôi. Đúng rồi. Trời bất dung gian. Trời hại ông rồi, ông Sáu Bảnh ơi. Hại tôi hả? Tôi làm gì mà hại tôi? Không phải chuyện cái Sáu Bảnh. Trời ơi, vừa lắm. Trời vừa lắm nè. Làm như tôi thèm ở nè. Vậy lắm. Cái cây đó nha, tôi nói cho Thu biết, cái cây đó tôi nhắm rồi. Tôi định mua rồi mà chả vô chả hớt tay trên tôi, chả dành chả giật cho đã đời, chả đem về cuối cùng chả gặp nạn. Thấy chưa thấy không? Cuộc đời này đâu nói trước được, quả báo ta nhãn tiền liền à, chứ không phải là đợi tới kiếp sau đâu, có liền tại chỗ. Đúng là làm ơn mất quán mà. Ơn quán cái gì? Bây giờ này nè, cái này tôi mới mua đó. Cây mai của Phai đó hả? Của tôi mới mua đó cô Thu. Đẹp quá. Đẹp không? Đẹp. Trời ơi, nhờ thằng Chả ha, ta dịch những cái cây kia mà tôi sao cuối cùng tôi chọn ra được cái cây này. Nè. Phai nè. Sao? Phai có thể là nhường cây mai này lại cho tôi được không? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết á. Mắc hơn gấp mấy lần cũng được. Để tôi đem cây mai nè, tôi về tôi đền cho ông Sáu được không Phai? Mai này hả? Bao nhiêu tiền cũng được, không thành vấn đề. Tía. Thôi tía. Hả? Cho luôn hả? Thôi cho luôn. Nó lắc đầu mà. Hả? Ủa mày nói cho luôn mà. Tí tặng còn lấy gì chứ. Tí thích cây mai này lắm mà. Thôi quyết định vậy đi, không nói nhiều bây giờ nè. Tặng cho Thu luôn á, cho luôn. Trời ơi, sao đem được thế? Khỏi lấy đồng bạc hết. Tí ơi là tí. Thích người hơn thích mai. Nhưng mà để tía nói chuyện mày sao. Cùng lắm tao lấy mấy cái bông tao dán lên mày, cho chân mày cũng được. Mày cho Thu luôn hả? Trời ơi, mai đâu có quý bằng người. Mày khùng quá. Cái chuyện này tâm sự sao? Thank you. Nhiều khi á là Phai á còn quý mạng người hơn làng cha Sáu Bảnh á. Chả quý mai hơn quý mạng người. Cho Thu. Nhưng mà làm sao Thu đem về? Con đẩy qua cho cô Thu luôn. Đẩy qua nhà cô Thu nghe. Nghe, không có nói nhiều. Rồi, quyết định vậy nha. Cảm ơn nha. Đẩy vô đây, đi về trước. Xong rồi đem cái xe trả cho người ta luôn. Rồi. Thank you. Kỳ này cha Sáu Bảnh chết với mình. Trời ơi, chỉ có một cây mai thôi mà mình đã tiến được gần tới trái tim của cô ấy rồi. Tôi đã nói rồi, đừng có hẹn thường. Lỡ người ta phát hiện rồi sao? Tại anh nhớ em quá. Thôi, anh có gì nói lẹ đi. Tại anh nhớ em chứ bộ. Sao đêm hôm đó anh có... Nè. Mình đẹp đôi ha. Giờ sao? Em có tiền không? Cho anh vay ít đi.
tại anh đang kẹt mà. Sao? Lại buồn chuyện bị Thùy An bỏ hả? Tôi nói cho anh biết, là con Thùy An đó, nó chỉ yêu có một mình Minh Khang thôi. Anh có cố gắng cách mấy, anh cũng chỉ là người tới sau. Cô, chỉ cần được nhìn thấy người tôi thương vui vẻ, hạnh phúc, vậy là được rồi. Không cần phải chiếm lấy người đó một cách miễn cưỡng giống như cô nghĩ đâu. Anh cao thượng quá. Để tôi coi, anh cao thượng được bao lâu? Tôi nghĩ cô sẽ sống thoải mái, bình yên, nếu như cô bỏ được cái tính ganh tị, đố kỵ người khác. Chứ cô mà cứ tiếp tục như vậy, khó tìm được người mà cô yêu thật sự lắm. Anh Sao Bảnh? Sao Bảnh à? Sao Bảnh ơi? Sao Bảnh? Cái gì vậy? Bà gây chuyện gì nữa đây? Nhìn cho kỹ đi, dáng dốc đẹp hơn cây mai của ông nhiều, nụ còn rất nhiều. Chắc chắn là mới đầu năm thôi, những cái nụ sẽ nở bung ra. Nhìn cho kỹ đi. Nhìn mặt bà giang giang, bà đi ăn cắp ở đâu ạ? Nè, ông nhìn sao mà ông nói tôi đi ăn cắp? Tôi no có đi ăn cắp đâu, mà cái này giá là có người khác tặng cho tôi đó. Nè, cái chuyện gì đã qua rồi á thì qua luôn đi nghe chưa. Đừng có lo chuyện cũ ra rồi chì chiết người ta. Mà nói nào ngay, cái người mà tặng tôi cây hoa mai này nè, vẫn tốt hơn ông rất nhiều lần. Người ta sẵn lòng tặng cho tôi, còn ai như ông, sống vật chất, thương tiếc mai, mà chì chiết trách móc người ta. Đó, ôm mai mà sống đi. Dám coi thường thu hả? Mơ đi. Bà này nghĩ cũng hay chứ hả? Cũng mới vừa về à? Giao lưu với ai được mà tặng cái chậu mai này. Hai. Úc ơi. Úc. Dạ. Hả? Lại đây. Ai gọi em hả? Lại đây hay nói cái này nghe nè. Hả? Tết này á, có dự định gì không? Dự định là dự định gì chị hai? Thì em cũng ăn Tết với chị hai với tía thôi. Hai không có hỏi chuyện đó. Hai hỏi là có dự định gì với anh Khang không? Anh Khang hả? Khang á. Anh Khang. Ông Khang đó, từ sáng giờ ông cứ đứng trên trước cửa nhà mình hoài luôn. Ngày nào ai cũng thấy ông cứ lén lén đứng ở đây nhìn nè, muốn ứa nước mắt luôn vậy đó. Thấy xót ghê luôn á. Tính với nó làm sao? Thôi đi, chạy theo nó đi. Mắc nhưng... mới gì mày xót? Dạ tía. Dạ đâu có gì đâu tía. Chuyện của người ta mắc mới gì mày xót? Tao đã nói tao không ưa thằng đó rồi mà. Hả? Sao mày xúi con An chi vậy? Đâu, con đâu có xúi gì đâu tía. Tại con thấy nó tới đây nó đứng tội nghiệp thiệt mà tía. Tội nghiệp cái gì? Tội nó là tội chưa xử đó. Từ nay trở đi nha, tao không muốn nó bước chân tới đây nghe chưa. Nè, tao nói cho biết nha, bước qua tới đây nha, bước vô nhà tao cái tao quánh tán cốt luôn á. Dạ. Nó dạ rồi đó nghe. Tụi bay làm chứng là nó dạ rồi đó nghe. Ý. Trời ơi. Chị hai. Tại hai mẹ bị la đó. Nó nói đi lẹ lẹ đi, tao canh cho mà không chịu đi. Em... Để tí phát hiện kìa.
Giờ em mà bước ra đi một cái á, là tía thấy tía kêu em lại, tía phan cho em gãy giò rồi sao? Bực mình cái ông khen kia. Ở đâu vậy? Đây nè, đẹp lắm, lãng mạn lắm. Nhanh lên, coi chừng có ai theo nha. Hả? Nhanh lên, lẹ lên. Ừ, đi, anh đi theo em. Từ từ, trời ơi. Trời ơi, lột trời ơi. Giờ đi nè. Ồ, công nhận cũng không quen ha. À, được rồi, anh yên tâm đi. Em qua, em nói là em rủ anh đi nhậu. Như vậy má anh cũng không có nghi nữa. Vậy hả? Ừ, không có nghi đâu. Rồi rồi, vậy bây giờ em đứng em đợi anh nha. Anh chạy anh đi mua xì rượu. Rồi đi. Ừ. Ê, giờ đi mua xì rượu làm chi? Vậy mới đúng kịch bản em nói chuyện với má anh. Nhưng mà bây giờ anh vô anh gặp... À, quên, đúng rồi. Bây giờ mình đi vô, anh nói chuyện với Xuân, xong rồi anh em mình đi nhậu. Ờ, đúng rồi. Vậy mai mốt má anh mới cho anh đi tiếp. Ờ, đúng rồi, khúc này anh đúng nè. Ừ. Mà là giờ mình vô gặp xong là mình nhậu sau phải không? Ừ, đi nhậu sau. Đúng rồi, mình nói là mình đi nhậu thì mặt mình phải xỉn chứ. Đúng rồi. Lẹ lên, nhanh lên. Lẹ lên á. Ra tới đó gặp anh hai là phải tranh thủ nói chuyện liền nghe không? Trời ơi, từ từ, coi cho té xuống ruộng bây giờ. Lỡ mà tía phát hiện là chết đó. Để em canh cho. Rồi, nhưng mà nhanh lên, nhanh lên. Đi. Rồi. Tới rồi nè. Khoan, để coi nha. Cô có không ai có ai hết á? Không ai phải không? Hai anh chị lẹ đi. Rồi đi. Ê, trời, khoan đã. Em đi bên đây nè. Anh đi bên đây. Lẹ đi, lẹ đi canh cho tía. Được rồi. Sao? Anh dễ nha. Anh dễ nha. Em bên đó. Em bên này. Còn em đứng đây nha. Anh ra gốc cây. Hả? Tự nhiên kéo ở đây hẹn hò cái anh chạy ra gốc cây ngồi. Ờ, hai đứa đó làm anh rối quá. Bây giờ là mình hẹn đó hả? Rồi bắt đầu hẹn đi. Tranh thủ đi. Em ơi, anh khổ quá. Cứ vậy hoài sao mình sống nổi. Có con rồi mà giống như là đi ăn trộm vậy đó. Chồng. Bây giờ về đi. Bây giờ hay là hai đứa mình đi ra ngoài. Thuê khách sạn 5 sao ở đi. Hả? Hả? Khùng hả? Gì? Trời ơi, dưới quê đâu ra khách sạn 5 sao cho ông. Nếu vậy thì mình thuê một căn nhà nhỏ nhỏ xinh mình ở cũng được. Miễn sao là mình đi ra khỏi nhà mình ở. Rồi khi nào hết tiền thì mạnh ai nó về. Sao kỳ vậy? Chứ hết tiền không về người ta đuổi cũng vậy à. Tào lao quá, mệt quá. Chứ giờ sao giờ? Giờ tính sao giờ? Vậy em nói tía cho anh thuê cái phòng ở nhà em đi. Để anh qua bển anh ở chung với em cho nó tiện. Trời, anh khùng hả? Đã lén lút rồi tự nhiên bây giờ chui đầu về nhà tía nữa. Hai đứa đó làm anh rối đó. Anh làm em rối thì có. Giờ sao suy nghĩ lẹ đi, thời gian là vàng bạc đó. Trời ơi, giờ sao giờ? Sao bây giờ? Hay là em về em thưa chuyện với tía coi sao? Hay là em đang nghỉ tía đi? Hả? Thưa với tía hả? Ừ, nha. Em về em thưa với tía đi. Nếu nhưng mà tía vẫn cương quyết không chịu á thì thôi. Ổng chửi dữ lắm. Trời ơi, nói nãy giờ cũng như không à. Thiệt tình luôn á. Chứ anh rối quá, em suy nghĩ lẹ giùm anh đi. Đã rối rồi mà còn. Mà mai mốt có hẹn chỗ nào mát, ở đây nắng quá chói mắt rồi nè. Tụi nó nói chỗ này đẹp. Hả? Chỗ này đẹp hả? Thì tại tụi nó nói chỗ này đẹp với lại lãng mạn nữa. Lãng xẹt cái thì có. Em thấy đẹp. Ờ, vậy cũng được. Suy nghĩ lẹ đi. Từ từ, đang suy nghĩ mà. Chồng. Sao ông suy nghĩ kêu tên tôi hoài vậy? Thì ôm cái đi rồi suy nghĩ. Rồi ôm rồi đó, rồi suy nghĩ đi. Thôi được rồi, để em về em thua với tía. Rồi đưa cho ngoại. Nè ông ngoại. Con biết cái này là cái gì không? Dạ biết. Cái gì? Ờ. Mấy cái bao này là bao gì? Bao lì xì. Đúng rồi. Thôi tía con mới về. Má. Trời ơi, nãy giờ nó phụ ông ngoại đó hả? Ừ, nó phụ với ông ngoại nè. Con gái của má bữa nay giỏi quá ta. Dạ. Tía. Con xin tía này nha. Cái gì? Tía cho má con dọn ra riêng đụng tía. Chứ mấy bữa nay con thấy vòng vòng trong xóm á, người ta cứ cười gia đình mình hoài à. Người ta nói con gái lớn rồi, đi lấy chồng rồi, rồi bỏ nhà chồng về đây ở với nhà tía ruột. Người ta cười đó tía. Con đừng có quan tâm cái chuyện người ta nói nha. Con cứ ở đây à, còn ai nói mày cứ chỉ tao. Tao tới từng nhà tao xử đẹp. Sao bảnh này từ xưa giờ chưa sợ ai trong xóm này nha. Sống rất là hòa đồng, nhà nào tao cũng chữ hết mà. Nhưng mà tía. Đây, cháu cá tới đây. Bữa nay dì Út cho cháu có gì ăn cháo cá nha. Thơm lắm luôn á. Thơm không? Dạ. Nó bị cái gì vậy? Gì vậy? Con đâu có biết.
Có sao không hai? Hai bị sao vậy? Đẩy cái tô này ra xa xa giùm hai chút đi. Không lẽ... Đừng nói là hai có bầu rồi nha. Tí ơi, vậy là hai có bầu rồi, có thêm cháu rồi. Ủa sao vậy? Không vui hả? Con xin lỗi tí. Có gì đâu mà xin lỗi. Mày có chồng mày có con là chuyện bình thường. Chuyện này chuyện vui mà con. Đúng rồi, chuyện vui đó. Em sẽ có thêm một đứa cháu nữa. Nè hai, hai có thai á là phải vui vẻ, tâm trạng thoải mái lên. Hai cứ nhăn nhăn như vậy rồi mai mốt đẻ cháu em ra cái mặt nó xệ như vậy luôn hả? Kỳ lắm luôn á. Vậy là con sắp có em rồi. Yeah, đúng rồi, vui không? Vui ha. Dạ. Tội nghiệp, lẽ ra lúc này phải có chồng ở bên cạnh chia vui mới đúng chứ. Trời ơi, tao nói nó mệt quá trời quá đất vậy à. Sao mệt? Thiệt chứ, đúng là chợ Tết đi cái gì mà đông nghẹt người, mệt gần chết luôn vậy à. Nhà mình á thì ở gần chợ, một ngày tôi đi không biết bao nhiêu lần. Bà mua gì mà nhiều dữ vậy? Thì mua ít đồ để chuẩn bị đón Tết nè. Thì bánh tráng nè, bánh phồng nè, rồi đường, đậu, bột ngọt, nếp. Để đi qua nhà anh Sáu không có bánh tép nữa chứ. Tao nói đủ thứ hết á. Quá trời quá đất luôn ha. Ừ. Ê. Nè ông, nhiệm vụ của ông á là cây mai ở ngoài kia đó nha. Ông đem vô rồi ông trang hoàng đèn đuốc cho nó lung linh đẹp đẽ nghe ông, cho nó lấp lánh nha. Yên tâm ha. Một lát nữa tôi sẽ mua mấy cái liễn, tôi gắn lên, rồi gắn đèn lên, rồi nó chớp chớp xanh đỏ hết ý luôn, nhìn rất là đẹp luôn. Ủa mà sao tôi thấy ông hình như là ông gắn bông giả nhiều quá rồi đó nghe. Trời ơi, ít ít thôi, để cho người ta thấy cây mai nó thiệt một chút đi. Cái gì mà gắn bông giả không giống như là cây giả vậy trời. Bông thiệt nó ít lắm, nhìn nó thưa lắm, cho nên mình phải gắn thêm bông giả vô cho nó đầy cây mai. Rồi lúc đó mình nhìn nó thấy nó sang, nó sáng lắm, bà hiểu không? Trời ơi, vậy đó hả? Nhưng nhìn nó không thật. Có gì lát nữa bà có đi chợ đó, bà nhớ mua bông về cho tôi ha, để cho tôi chân lên bàn thờ. Trời ơi ông ơi, ông lo xa quá. Bàn thờ á ngày 30 người ta mới mua, bông nó rẻ nữa mà mua vậy nó mới tươi chứ, mà ông mua sớm ông chừng hả, mùng 1 nó héo queo xuôi cả năm. Bậy bậy bậy, 29 mua là được rồi, mình mua về rồi mình lấy được mình bỏ vô trong nước á là coi như nó giữ cái bông mà tươi lâu thiệt là lâu luôn đó nghe. Yên tâm, người ta chỉ tôi á, coi như cái này là cái chiêu đó bà. Vậy đó hả? Ừ. Với lại ông sợ để ngày 30 mua bông không đẹp phải không? Đúng vậy. Thiệt hả? Thiệt hả vợ? Như vậy là bé Hương sắp có em rồi. Bây giờ có thêm đứa con trai nữa là nhà mình có trai có gái. Anh mừng quá vợ ơi. Nhưng mà lỡ rang gái nữa rồi sao? Rồi anh có thích không? Thì cũng thích luôn. Con mình mà, trai gái gì cũng thích đó. Tiếp tiếp tiếp. Hết hồn. Làm mà hết hồn luôn vậy đó. Có sao không? Không sao. Ê, không sao. Thở nhẹ nhẹ thôi. Thở thở mạnh quá coi chừng nó chạy đó. Ráng nha. Ráng mà một thời gian nữa anh nhất định sẽ đưa hai má con về ở với anh. Em rầu quá à. Bây giờ tí chắc không chịu đâu. Má anh cũng không chịu cho em về nữa. Giờ con mình tính sao đây? Em đừng có lo, tất cả mọi chuyện cứ để anh. Anh sẽ tìm cách nào đó chu toàn, dẹn cả đôi bên luôn. Đưa em về nhà mình, má với tía sẽ không ai ngăn cản hết, tin anh nha. Ừ. Anh vui quá à. Mình đi thôi vợ. Từ từ cẩn thận đó nha. Từng bước một thôi. Biết không? Em, bây giờ anh muốn quay lại với em được không? Buông tay ra đi. Anh qua lại với tôi chỉ muốn lợi dụng tôi thôi. Tôi danh chấm dứt đi, đừng liên lạc gì nữa hết á. Em nói cái gì? Em nên nhớ, em là của anh, đừng hòng thoát khỏi tay anh. Anh không cho phép. Còn chuyện em ngủ với anh, không lẽ bây giờ em muốn anh thông báo cho cả xóm biết? Anh còn nữa không? Hết rồi.
đi đây. Có gì anh alo em. Cái gì? Con Xuân nó có thai lần hai rồi đó hả? Thiệt không con? Thiệt sống thiệt má. Con trai má còn ngon lắm á. Ui ui, ngon sao không ngon? Ngon tại sao buồn dữ vậy? Có tin vui phải vui lên chứ con. Con không biết là tin vui hay tin buồn nữa. Má cũng thấy rồi đó. Vợ chồng con bây giờ mỗi người một nơi. Con muốn chăm sóc cho vợ con mà bây giờ không biết sao chăm sóc nữa. Cô Tám, bây giờ tôi có ý vậy. Anh Năm, anh Năm, uống đi. Một trong hai người phải có người nhún nhường mở lời trước. Hay là bây giờ cô làm quà, cô qua cô mở lời với Sáu Bảnh trước đi. Cái quan trọng là để cho mấy đứa nhỏ nó về chung một nhà. Nghe lời tôi đi mà. Nhưng mà không có nhân nhị gì hết á. Cái này là kinh nghiệm xương máu của tôi với anh Bảy rồi. Hồi xưa tôi với anh Bảy này cũng chuyện thằng Phúc với con Hạnh, cứ so đo rồi giận hờn rồi trách móc nhau hoài. Cuối cùng mình thấy cái chuyện đó đâu có gì đâu rồi. Cuối cùng là một lời, phải anh Bảy? Một lời xin lỗi. Đúng anh rồi. Bảy rồi là xong rồi. Đúng rồi. Chứ có gì đâu. Không có ngại gì hết á. Đừng có ngại, đừng có nhân nhị gì hết. Cứ qua gặp anh Sáu. Với lại chị cũng đừng có nghĩ mà cái chuyện mà cái người nào mà mở lời xin lỗi trước á là thua thiệt rồi. Chị đừng nghĩ tới cái chuyện đó. Tôi nè, bản thân tôi nè, hồi đó tôi rất là sĩ diện. Tôi không có chịu nhún nhường trước với anh đâu. Bởi vì tôi nghĩ tôi là người không có lỗi. Đúng rồi. Nhưng mà sau đó tôi về nhà tôi suy nghĩ, cái chuyện mình xin lỗi trước nó có chút chéo à. Quan trọng là mấy đứa nhỏ nó được vui. Là thấy nó vui quá là riết rồi tôi quên mất luôn cái sĩ diện à. Nhưng mà hai anh là đàn ông nó khác, còn ta đây thì mà chứ không lẽ ông sống BD hả? BD cái gì? Tại ổng, con người của ổng nó kỳ cục, khó chịu sao đâu á. Không có thể nào mà nói ổng được hết trơn trọi. Đó thì bây giờ tôi cũng nói thiệt, tôi cũng xuống nước nhỏ để qua tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi hy vọng là ổng sẽ bỏ lỗi. Chứ không thôi là... Chị yên tâm, ha. Ừ. Có tụi tôi ở đây nè, nói dù một tiếng, bảo đảm là Sáu Bảnh sẽ nghe lời. Chả mà không chịu hả? Không chịu hả? Làm tôi, gì? Tôi với anh nha. Gì? Thằng bên. Cắn. Cắn gì? Nhau cắn. Nói hay lắm. Hai ông. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Trời sao vậy nè? Con Tha nó nói với mình là 3 ngày nữa là nó trả tiền mà sao bây giờ mình gọi hoài không được vậy nè? Chết rồi, tắt máy rồi làm sao đây? Chết rồi, kỳ này mình còn phải lấy tiền mình đi sanh em bé nữa. Có khi nào không ta? Không, không có đâu, không có đâu, không có đâu. Không có gì đâu, không có gì đâu. Không có gì đâu Xuân ơi. Không có gì đâu Xuân ơi. Không có gì đâu. Không có gì đâu. Không có gì đâu. Dạ, thưa tí. Anh Sáu. Dạ, chào. Dạ, dạ. Đâu ai cho phép vô nhà mà đi làm gì vô nhà rần rần vậy? Hả? Ngồi đi. Bình tĩnh. Dạ. Hết sức bình tĩnh. Ăn kẹo không? Kẹo. Dạ, thưa má mới qua. Ờ, con dạ, bác Năm Tỏn. Nè, anh Sáu, anh cứ bình tĩnh. Chuyện gì đều cũng có hướng giải quyết. Anh bỏ dao xuống đi ha. Ai làm gì? Dao này tôi đang bằng công chuyện mà ai làm gì? Thấy anh cầm ghê quá tôi tưởng là anh có. Dạ. Bệt anh quá. Ai chém ai giết gì? Má. Má nói gì đi. Mày không thấy ông dữ vậy sao? Lỡ mà lạng hoạng cái ông chém má con mình rụng đầu, không có cái đầu để ăn Tết. Thôi bây giờ tôi cũng đại diện, tôi cũng nói thẳng luôn nè. Bữa nay là ý của chị Tám nhờ tụi tôi qua đây. Thật tình là chỉ muốn xin lỗi anh. Dạ 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 thưa anh Sáu. Dạ tôi xin lỗi anh. Dạ. Tía, má con xin lỗi rồi kìa tía. Trời. Con nghiến răng à, chắc sắp có bão tới nơi rồi đó. Thôi mà. Dạ thiệt tình là tôi cũng muốn qua đây tôi xin lỗi anh để cho vui vẻ cả nhà. Chứ thật lòng là bấy lâu nay tôi cũng có bậy quá. Mà con Xuân á thì nó đang mang thai. Còn tôi thì tôi cũng muốn cho cháu của tôi nó có đủ ngoại, đủ nội à. Cho nên tôi qua đây để tôi xin lỗi anh. Mong anh bỏ lỗi qua cho. Dạ,
Sẵn đây con cũng xin lỗi tía luôn. Con hứa với tía từ nay về sau con sẽ bảo vệ và yêu thương vợ con. Và má con cũng thật lòng xin lỗi tía tía. Bây giờ người ta là phụ nữ, nghe không? Ta đã xuống nước vậy rồi, thôi thì giờ bỏ qua cho người ta đi. Dạ. Tía, tía, má chồng con xin lỗi rồi, chồng con cũng xin lỗi rồi mà. Tía bỏ qua đi tía. Nè 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 nè, tôi thấy anh không trả lời cái gì hết á. Anh còn nhớ ngày hôm bữa là cái ngày anh giảng hòa cho tôi với Năm Toản không? Thấy không? Anh nói cái gì anh còn nhớ không? Anh nói mỗi người nhịn nhau một chút, đừng có vì cái tôi của mình nó bự quá, để cho con cháu nó vui vẻ, nó đề quề. Thấy không? Những lời hay ý đẹp á, anh dùng anh nói cho tôi với Năm Toản. Rồi bây giờ anh sao vậy? Thì ý ra là nói gì nói một cái, người ta nói hoài mà không nói gì, người ta biết làm sao đâu. Phải có câm cũng thốt lên được lời đúng không? Nói tiếng đi vậy cho dì biết. Hồi nãy giờ tôi có nói gì đâu. Thì muốn nói gì người ta mới hiểu ý anh, tôi biết ý anh giờ muốn gì. Tôi không nói là tôi đồng ý rồi. Trời ơi. Dạ. Làm hết hồn. Vậy cho nó dễ anh xui ha. Cảm ơn tía nhiều lắm. Cảm ơn tía, cảm ơn má. Cảm ơn bác Năm Toản, cảm ơn bác Bảy Tòng. Nói thiệt tình ra là vậy à, Tết nhất tới nơi rồi, tôi cũng muốn hai gia đình nó đề quê à, để cho mình ăn cái Tết cho nó đầm ấm, chứ cũng đâu có muốn con cái mỗi đứa một nơi đâu mà. Dạ, dạ, dạ. Tía nói phải lắm. Tôi biết điều lắm. Nhưng mà nè, bây giờ á là tôi đồng ý tôi bỏ hết, nhưng mà phải có điều kiện. Điều kiện, điều kiện gì sao? Nữa vậy anh xui? Gì nữa vậy tía? Bây giờ cái điều kiện thứ nhất à, là từ nay trở đi á là cô không có được ăn hiếp con Xuân nữa à, phải thương yêu con Xuân nhiều hơn. Trời ơi, tất nhiên rồi, nó mang cháu nội của tôi thì tất nhiên tôi phải thương nó không hết chứ có gì đâu. Sao tin được? Tôi nói nghe nè, nó đẻ cho con cô một đứa rồi. Yeah. Bây giờ đứa này là đứa thứ hai. Yeah. À, vậy mà đẻ đứa đó mà cô còn đuổi đó, cô nói sao tôi tin được? À, anh Xuôi ơi, còn bây giờ còn điều kiện nữa. Nữa hả? Điều kiện này á là cô phải mần nè. Sao vậy anh Xuôi? Là nhất định không để con Chanh qua lại về nhà cô hết. Ừ. Thì nó là con nuôi tôi là má nuôi của nó, thì nó qua lại nhà có sao đâu anh Xuôi. Không, nếu cô nói như vậy tôi không bao giờ đồng ý. Nè, bây giờ tôi nói chị nè, bây giờ chị muốn có con gái nuôi hay là chị muốn vợ chồng tôi nó hòa thuận vui vẻ để chị có cháu nội chị bồng, hai cái chọn một. Thôi bây giờ anh Sáu anh đã nói vậy rồi, thôi gì bên anh gì con gái của anh thương con gái, anh lo con gái anh thì thôi chị cũng chịu anh cái đi cho nó êm. Con thấy tía nói đúng á, cái việc của cô Chanh á là con đã cản má từ lâu rồi mà má không chịu nghe con. Vậy thì thôi được. Thấy chưa, thấy vui chưa? Dạ, chưa? vui đề quầy hết không? Đề quầy vui nhà vui cửa không? Giận hờn chi cho con trẻ này không? Nó mình hết giận con mới vui vẻ. Tôi nói nghe, ở đây á là mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Ở đây á tôi tha là tôi tha cái người nào là ra cái người đó, còn cái người nào tôi chưa tha là nhất định là không bao giờ có cái chuyện là rồi thôi rồi làm quề không có. Ý nói tôi á, tôi đâu có cần tha. Tha không tha thôi chứ tôi đâu có cần đâu. Cái gì vậy? Cái gì mà hai người lúc nào cũng kình với nhau là sao vậy? Thấy chả không? Thấy chả không? Chả đâu bao giờ chả từ làm hoài với tôi đâu. Chả muốn sao? Tôi nói thiệt nè, thì muốn thâu cái gì đâu. Ừ anh Năm. Chị cái chuyện của chị lo, còn chuyện tôi ông đừng ai lo. Ai cho ông là nhất định tôi không tha á. Tôi không tha, tôi không cần ông tha. Không có cần ông tha. Chị cứ lo chuyện của chị đi, tôi nói rồi. Nè, không bao giờ gặp. Thiệt là bất bội. Tính cha nội này lúc nào cũng kỳ cục. Cái nón này của tôi mà. Thiệt. Anh Năm. Nói chuyện là gây, Thôi mà trời đất ơi. Sao anh kỳ quá à? Chị thấy không? Khịa cái gì? Anh Xuôi tôi làm lành với Sao Bảnh mà sao anh không ưa ổng? Ưa sao được ưa? Tôi muốn là, tôi muốn vậy là để cho với ai? Thằng Lộc với Xuân á, nó về với nhau sớm xíu. Chuyện của tôi chị hỏi vô chi? Mà hôm qua nói chuyện không được, bỏ hai câu là gây lộn. Vậy sao anh không làm lành với ổng? Không biết cái đầu của ông nghĩ sao á. Tôi với thằng Trang nhiều mâu thuẫn lắm, muôn đời khó hàn gắn được. Thiệt là bực thằng Trang này ghê lắm. Thiệt, lúc dày lúc khác, lúc nắng lúc mưa, vậy cũng được. Mệt gì đâu.
trời đất ơi, thét là tới cái bình trà mà nó cũng phản đối tôi, nó không có miếng trà nào trong này á. Tía, tía bị sao mà tía ngồi làm bẹm tía? Gì mà dữ vậy? Sao không bực? Mày coi ghê, tức không? Tía với bảy tòng, thấy không? Kết hợp với nhau đó, đi qua bên đó để làm lành cho cô Tám với lại ông Sáu Bảnh. Trời đất ơi, người ta có cái lòng người ta vô người ta làm lành vậy. Mà cha nội Sáu Bảnh chẳng còn xiên xỏ tía nữa. Cho nó nè, cái gì cái quà đâu quà nha. Chứ cái người đó nó chưa chắc gì tôi chịu quà đâu à. Con mắc cười không? Có tức không? Tía, con đã nghĩ rồi, con tính này cho gọn nè tía. Tía thấy bây giờ bác Tám với bác Sáu giờ đã hòa nhau rồi ha. Bây giờ đó là theo tính chất bất cầu á, thì tía hòa với bác Sáu đi ha, không coi như vui vẻ cả làng. Dù gì cũng hàng xóm với nhau nên mình cho vui vẻ cho mùa Tết đi. Dù sao tía với lại bác Sáu cũng là bạn thân mà. Hay, thằng này nó hay. Hay à tía ha. Nhìn xa trông rộng lắm á con. Mà nhìn ra cũng thấy gì hết. Dạ. Nói cái gì? Dụ ta hả? À, dụ tao để tao hòa với cha Sáu Bảnh để mày có cơ hội mày qua mày lén phén đi con An đúng không? Trời ơi, không có đâu nghe chứ mày. Nè, nói gì nói nghe, chứ tía mày á, làm gì làm á, hòa là hòa với người đàng hoàng, chứ không hòa với mấy cái người mà không biết điều, không biết chuyện. Hiểu chưa? Muốn hòa với tao hả? Không dễ đâu. Tía cứ bực hoài, mặt tía sụ lắm tía. Tao không có sụ, tao đang bực, nghe không? Sụ là gì đâu. Mày đó, mới là sụ vậy nè, còn tao nè, à, bực. Coi chế ấm trà cho tôi nha. Dạ. Nhà hàng uống trà như quỷ, uống không còn miếng nào luôn. Thôi, sống không nổi luôn. Mẹ ơi, ở nơi đây không ai nhớ tới ngày xuân, nếu không có cơn gió mang về mùi mái nở. Còn ở quê nhà mùa xuân rộn rã, chắc sẽ làm cho mẹ già thêm thương nhớ Hoành Hiếu. Con cứ mãi trời ơi ngừng. Xuất sắc luôn má ơi. Má hát mà con đi ở ngoài con nghe muốn rụng rúng luôn á. Gần Tết rồi phải ca dài câu giọng cổ cho nó đã chứ con. Má, chút nữa nếp con này đem ngon quá luôn đó Lộc ơi. Con đem mớ lá chuối với lại nếp này nè qua nhà tí vợ con, cái cả nhà mình ngồi gói bánh chắc là vui lắm á ha. Nhưng mà nếu gói ở nhà chắc vui hơn con. Má ráng đi, năm sau thế nào cũng tới nhà mình thôi. Lúc đó sẽ có thêm thằng cô Tí nữa ở trần ở truồng chạy vòng vòng ngoài sân chắc vui lắm á. Ơi, nghĩ tới đâu là mới vui tới đó vậy đó, mới mừng lắm vậy đó Lộc ơi. Ừ, nhưng mà phải nói là công nhận nha. Dạ. Ông Sáu Bảnh á, ông chặt lòng chặt dạ thiệt luôn vậy đó nha. Má với con đi qua bển xin lỗi ổng rồi, ổng bỏ lỗi rồi mà ổng nhất quyết không cho con Xuân về bên đây ở. Thôi má ráng đi, tính của tía vợ con từ đó giờ hay vậy á, hay thử thách người khác lắm. Bây giờ á, má ráng, má làm theo lời yêu cầu của tía vợ con á, về chuyện của Chanh á. Thế nào Xuân cũng được về đây ở thôi. Rồi, má sẽ làm theo. Dạ, con cảm ơn má. Má với lại anh chuẩn bị lá đi gói bánh hả? Để con phụ cho. Mùa Xuân mới tới giờ đã tắt rồi đó. Hả? Không thèm. Gói xong hết rồi. Không đẹp lầm. Con đang bực cơ má. Sao mà ở giữa ngoài sân gió lồng lộng mà sao nóng nực quá. Đi, ngồi gần nóng nực quá. Lộc à, lá chuối với lại nếp này nè là tôi chuẩn bị xong rồi. Bây giờ chuẩn bị đem qua nhà tí vợ tôi để gói chung. Ủa má, thường thường má với nhà của Xuân á khắc khẩu nhau dữ lắm mà, sao tự nhiên bây giờ lại làm bánh chung hả má? Thì hồi trước khác, còn bây giờ thì giận muốn chết mà Tết thì cũng hết hà. Báo cho biết nè, thiên hạ thái bình rồi ha. Hai gia đình đã làm quề nhau rồi, sắp tới nè, ba mẹ con của Xuân sẽ về đây ở nè. Lúc đó ha, đừng có hòng vác cái mặt qua đây nữa, nghe không? Ba mẹ con? Thì con Xuân nó có thai lần thứ hai rồi. Trời ơi, vậy thì hay quá rồi. Con chúc mừng má với anh nha. Vậy chắc Tết năm nay mình ăn Tết lớn rồi hả má? Mình ăn Tết lớn chứ con. Thôi má. Gì con? Con nóng nực quá, con phải đi thôi. Con không thể nào ngoài đây được nữa. Bây giờ con đem lá chuối với lại nếp qua bên tí vợ con trước nha. Nè con đem đi. Dạ. Nè con nhớ nói vậy nè,
Má có đi chợ á, má hỏi má có mua cái trứng trứng ngỗng cho vợ con mà không có. Ngày mai má mua rồi má đem qua ha. Người ta nói đàn bà mà có bầu đó ha, mà ăn trứng ngỗng á thì đẻ con thông minh lắm. Dạ con cảm ơn má. Ừ. Trời ơi, Xuân bây giờ có phúc quá ha, được má chồng cưng dữ à. Chứ sao, má chồng phải cưng cưng con dâu chứ không lẽ cưng người dân. Sợ vậy cũng nói. Ừ, thôi đi thôi, đi con. Đi chừng nào mà gói bánh á, tí vợ con gói bánh á nhớ kêu má qua nghe con. Dạ. Ừ. Bà con nói nghe nha. Sao? Vợ con nghe được chắc là vợ con mừng lắm á. Má mua trứng ngỗng cho vợ con ăn. Chứ sao? Thế nào vợ con sinh thằng cu ra ha. Ừ. Cũng thông minh giống như má đó. Nói phá hàm mà. Nhưng mà con hy vọng á đừng có chửi giống như má ha. Mày làm cái quê mày. Con đi nha. Thằng. Kế hoạch tiếp cận của mình sắp thành công rồi. Khi không bà Tám đổi ý, con Xuân lúc nào cũng may mắn hơn mình hết là sao? Má, má giờ thay đổi quá ha. Mới mấy hôm trước á, đã không có ưa gì Xuân, vậy mà bữa nay má nhiệt tình ghê vậy đó. Con Xuân nó đang có thai lần hai, cho nên nó cần phải có chăm sóc, cần phải tẩm bổ thêm nữa. Với mà lúc mà hồi đó đó, hai chồng nó cắn đắng với nhau rồi thằng Lộc nó buồn, nó xuống sắc dữ lắm con. Bổn phận làm cha làm mẹ mà thấy con mình nó buồn á thì má cũng buồn lây. Má buồn thì còn có con nè. Má muốn cho gia đình của tụi nó hạnh phúc á, cho nên mà lúc này con Xuân nó đang mang thai đó con, cho nên má muốn tụi nó hạnh phúc, tụi nó vui vẻ. Bởi vậy người ta nói cái mà dễ thay đổi nhất chính là lòng dạ của con người, quả là không có sai mà. Chanh à, má rất quý con. Má lúc nào cũng muốn xem con là con gái ở trong nhà. Mấy ngày cận Tết rồi, thiếu gì chuyện làm hả con ha. Thôi thì bây giờ con về bên nhà đi rồi con phụ tía má con ha. Ở bên nhà của con á có người lo rồi, cho nên con tính qua đây con phụ má nè má. Nhưng mà má thấy bây giờ con hạn chế qua nhà má đi ha. Là lúc con Xuân nó vắng mặt ở đây đó, không khéo vậy bà con hàng xóm người ta bàn tán xôn xao rồi con Xuân nó nghe vậy nó không có vui ha con ha. Nhưng mà má con má mắc đi công chuyện, má mắc đi công chuyện. Thôi con về nhà con đi, con về nhà con đi má. Con đi công chuyện rồi chút xíu rồi, con về nhà con đi ha. Má đi công chuyện, má lấy cái áo rồi má đi công chuyện luôn ha. Bắt máy đi chứ, muốn gì cũng phải nói với tôi một lời chứ. Làm ơn bắt máy đi, làm ơn bắt máy đi, làm ơn. Alo, nghe nè. Alo, Thoa hả? Có chuyện gì mà gọi tôi hoài vậy? Nè, cái số tiền mà tôi đưa cho Thoa mượn để mà Thoa đưa cho người ta vay đó. Bữa nay là hết hạn rồi. Nè, tôi đang có chuyện cần lắm, làm ơn đưa lại cho tôi được không? Số tiền đó làm sao? Tôi cho người ta vay á, mà giờ nó ôm tiền nó bỏ trốn rồi. Bây giờ tôi đang rối bù đầu bù cổ đây nè. Thôi nha, có gì tôi gọi cho bà sao. Trời ơi, tắt máy rồi. Bà ta đúng là người hai mặt mà. Mới hôm trước còn ngọt lạc với mình, vậy mà chỉ cần nghe tin con Xuân nó có bầu một cái là lập tức trở mặt ngay à. Đúng là đáng ghét thiệt. Đời mà, giờ biết làm sao đây. Ai gọi vậy trời? Alo má nè. Dạ. Tết nhất tới nơi rồi, con nhắm con gửi tiền cho má để má sắm sửa trong nhà con. Dạ. Má chưa có sắm gì hết trơn á. Dạ con biết rồi. Nè nè nghe. Bà già hỏi tiền mua đồ Tết mà bây giờ không còn đồng nào hết, lấy đâu mà đưa cho bà? Tết nhất tới nơi rồi, vậy mà bây giờ em chưa mua được bộ đồ nào hết.
Em còn tính đi uống tóc rồi chưng diện để mà đi chơi Tết. Cuối cùng bây giờ không còn một cách nào hết. Biết làm sao bây giờ? Nếu vậy thì bây giờ mình lên kế hoạch hốt của con mẹ tám điệu một mớ. Em thấy sao? Chúng ta làm cách nào? Bây giờ tuy là bà trở mặt không còn thân thiết như lúc trước, nhưng mà anh thấy bà vẫn còn tình cảm với em. Cho nên em hãy lợi dụng tình cảm này, em tới nhà bà chơi. Em vô phòng của bà, lấy cho bằng được cái sổ đỏ, miếng đất mặt tiền đó. Sau đó chúng ta cao chạy xa bay. Em thấy như sao? Em sợ hơi khó đó. Tại vì bây giờ bà đã bắt đầu giữ khoảng cách với em rồi. Em sợ là em không vô nhà bà được như trước nữa. Nếu vậy thì nè. Anh á, đúng là quá thông minh, siêu quỷ quyệt. Vô lẻ đi. Lẹ lên. Vô lẹ đây. Lên. Vô trong. Trời ơi. Bà Thoa ơi. Tôi gian xin bà. Bà làm ơn làm phước bà kiếm tiền mà trả lại cho tôi đi. Bà mượn tiền tôi mà. Bây giờ họ quỵt làm sao đây. Bà trả lời tôi đi. Thì tôi cũng đang lo đây nè. Đang lo là lo làm sao? Trời ơi, bây giờ bà không trả tiền cho tôi là tôi chết thiệt đó. Tôi chết thiệt sự luôn cho bà coi đó. Tôi cũng đang tìm cách nè. Bây giờ người ta bỏ trốn, tôi cũng mất một số chứ bộ. Rồi bây giờ sao? Bây giờ bà bị người ta giật rồi, bà nói vậy với tôi hả? Ôi, không có được đâu. Gia đình tôi mà biết là tôi chết, bao nhiêu tiền dành dùm của vợ chồng tôi đưa cho bà mượn hết. Rồi bây giờ bà nói vậy, tía tôi mà biết hả, là tôi sao sống nổi. Rồi còn má chồng tôi nữa, má chồng tôi mà biết là chắc tôi chết quá à. Bà Thoa ơi, bà làm ơn làm phước bà trả tiền lại cho tôi đi. Trả trời tiền ơi. Đi. Tôi cũng bị mất tiền, đâu phải có một mình bà đâu. Bây giờ tôi đưa hết cho người ta rồi, bây giờ nó bỏ trốn, chứ đâu phải tôi lấy tiền của bà đâu. Mà bà không thể trách hay đòi tiền tôi được. Trời ơi, tiền tôi đưa cho bà thì bây giờ bà phải có trách nhiệm mà trả cho tôi chứ. Bây giờ bà nói vậy là thôi đó hả? Nói chung á, ban đầu á thì tôi cũng muốn giúp cho bà kiếm tiền. Bà không có nhớ hả? Bà năn nỉ tôi giúp bà mà. Bây giờ á, xui thì đành chịu thôi. Mà tôi cũng từng nói với bà là sẽ có rủi ro, bà cũng đồng ý chấp nhận mà. Chứ tôi đâu có ép bà. Trời ơi, bây giờ bà nói vậy là tôi mất tiền thiệt đó hả? Trời ơi, tôi không biết đâu mà trả tiền lại cho tôi đi. Tiền của vợ chồng tôi dành dụm mà. Thoa ơi, Thoa ơi, trả tiền cho tôi đi Thoa ơi. Ăn. Chạy xe gì mà kỳ cục quá vậy nè? Ủa An, chạy xe mà ngủ đến đâu vậy? Em có sao không? Hả, không sao? Không sao hết. Rớt hết cái cây ra ngoài rồi nè. Để lụm cho. Nè. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Cô đúng là thiệt á. Mặt dày không biết nhục nhã là gì hả? Nè, tôi làm cái gì mà chị phải nói tôi như vậy? Phải nói như vậy hả? Cô nhìn lại bản thân mình đi. Nhiều chiêu trò quá ha. Bữa thì chiêu này, nay thì chiêu kia. Cô còn chiêu trò gì nữa không? Tôi chiêu trò, tôi làm cái gì mà chiêu trò? Cô dụ trai chuyên nghiệp quá ha. Cô có biết đây là ai không? Đây là chồng sắp cưới của tôi. Hả? Mà cô cứ rù quến hoài vậy hả?
Nè, chị ăn nói cẩn thận nha. Tôi dụ trai hồi nào? Không dụ hả? Không dụ mà cũng biết canh đường để té ngã cho chồng của tôi lụm giùm như vậy đó hả? Hả? Nè, tôi nói cho chị biết nha, ảnh lớn rồi, ảnh đâu phải con nít đâu mà dụ với không dụ. Nói hoài cô cũng không có hiểu gì hết á. Hôm nay tôi nhất định phải cho cô một bài học mới được. Cái gì á? Tính làm gì vậy? Hả? Tính làm dỗ ai vậy? Nhưng mà anh là chồng sắp cưới của tôi đó. Chồng sắp cưới gì? Cô nhớ lại đi. Tía tôi mới là người muốn cưới cô. Hãy lộn, tía tôi mới là người muốn tôi cưới cô, chứ không phải là tôi muốn cưới cô đâu. Anh cũng muốn đánh thì đánh tôi nè. Ây da, đánh thiệt hả trời? Trời, hung dữ quá à. Em có sao không? Hả? Đưa cái tay anh coi coi. Anh có sao không vợ? Có sao không vậy? Em không sao. Anh thấy đau lắm không? Hơi ê xíu à. Cổ đánh chắc đau lắm á. Không không sao đâu. Em không sao là được rồi. Nè, mà lẽ ra anh không có nên nói như vậy, làm tổn thương Kiều. Dù gì á thì Kiều cũng là con gái. Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Đưa tay đi anh coi con có bị gì không. Em không sao. Thôi em về đây. Bây giờ phải làm sao đây? Cũng tại mình ham lợi trước mắt nên tất cả số tiền dành dụm chắc chiêu của hai vợ chồng mới mất trắng hết. Mình biết ăn nói sao với anh Lộc đây? Mày làm gì vậy? Hả? Tía. Làm gì mà mặt rầu rầu vậy? Dạ đâu có gì đâu tía. Tại mấy bữa nay con ngủ không được nên mệt. Hai, có chuyện gì phải không? Mắt hai thâm quần luôn rồi kìa. Chắc là không ngủ được rồi. Không có gì đâu. Tại vì hai ngủ không được cho nên mặt mày mới phờ phạt chút thôi à. Em thấy hai không có bình thường chút nào hết á. Hai cần tía với em giúp đỡ gì không? Cứ nói đi. Đã nói không có là không có mà. Không có gì hết á. Cái này là bay nó không có gì đó nha. Không có gì tiệc mà tía. Thôi không có gì, thôi hai chị em ra rọc mớ lá chuối chuẩn bị gói bánh nè. Dạ. Vậy đi ha. Con đi nha. Em xuống dưới lấy đồ đã. Em nghĩ vậy chắc là đủ rồi đó. Hai. Hai đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Mấy cái chuyện linh tinh thôi mà. Chuyện linh tinh hả? Là chuyện gì vậy? Nói cho em nghe đi. Đâu có gì đâu. Thì tự nhiên suy nghĩ vài bữa nữa có thêm đứa nữa. Không biết tương lai sao luôn á mà. Trời ơi, ông bà mình nói trời sinh voi sinh cỏ. Hai đừng có lo, tới đâu rồi tính tới đó. Em không biết sao chứ em thấy em có thêm đứa cháu là em vui lắm rồi đó. Mà hai đừng có suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng tới em bé đó, không có tốt đâu. Mà thôi, hai đi vô trong đi, chứ hai ngồi đây một hồi say nắng á, là em không biết làm sao luôn đó. Đi đây. Được rồi, để em làm luôn cho. Hai cầm giúp em cái này đi. Nè, mà cầm đi phải cẩn thận đó, coi chừng dấp té. Biết rồi. Tía. Chưa xong hả? Dạ. Nè, tía mới ra ngoài chợ đó. Tía nghe ngoài chợ người ta đồn quá trời luôn. Đồn gì tía? Người ta nói có một cái đám cho dây nặng lãi đó. Dây nóng, dây lạnh gì đó mà tiền lãi dữ lắm. Mà bây giờ nghe, nó bị giật quá trời luôn. Ta nói mày nghe, làm ăn thất đức cái kiểu đó nghe. Bị giật là đúng rồi. Thiệt tình á. Con nghĩ là cũng có kẻ xúi dục nên mới vậy đó tía. Hơn nữa con thấy bà con trong ấp mình ai cũng hiền lành, chí thú làm ăn hết. Chắc là nghe lời dụ dỗ ngon ngọt nên mới vậy. Dạ tía. Ủa, cái gì vậy? Hai. Cái gì mà hết hồn dữ vậy? Dạ. Em cầm cho. Má con kêu đem lá chuối với lại nếp qua cho mọi người gói bánh sợ thiếu. Ở bên này tía cũng kêu mấy đứa nó cắt mớ rồi, bay đem qua đây nữa chắc cả xóm này gói còn không hết á. Dạ để gói từ từ. Thôi để đem vô trong.
Dạ. Để con đem về nhà cho. Dạ con xin phép tía. Ừ. Dạ. Nè. Dạ. Sao mặt mày xanh xao quá vậy? Hả? Đang bầu bì mà làm rồi ngồi ngoài nắng nữa. Lỡ có chuyện gì thì sao? Bỏ đây đi. Để chút nữa anh phụ con Út làm hết cho. Bây giờ anh sẽ đưa em vô trong nha. Ừ. Mà nói nghe nè, cái vẻ mặt mệt mỏi này đó, không chừng chuyến này sanh đôi á. Trời đất ơi, một đứa là râu muốn chết luôn rồi nè, bây giờ sanh đôi nữa, chắc đi ăn mài quá. Rồi một đứa cũng được, thôi đi vô lẹ đi, đừng ngoài nắng. Đi từ từ thôi, từng bước một nghe không. Đi cái gì mà ào 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 vậy đó. Em đâu có sao đâu, chỉ bị ngén chút thôi, ngồi nghỉ chút xíu là khỏe chứ gì. Bây giờ ha, em đang mang thai mà em bị ngén, tức có nghĩa là em khó ăn lắm đúng không? Bây giờ em muốn ăn cái gì em cứ ăn đi ha, em đừng có sợ. Nếu mà ăn không được thì ăn anh cũng được. Ủa dạ. Anh giỡn cho vui thôi chứ mặt em nãy giờ yếu xìu à. Thôi ngồi đây đi, anh xuống anh pha ly nước chanh cho em uống cho có sức khỏe ha. Chồng ơi, em xin lỗi, em không biết nên nói với anh sao đây. Cũng tại em mà giờ số tiền dành dụm cực khổ của hai vợ chồng đã mất hết, không lấy lại được. Em có lỗi với anh quá. Hên dễ sợ luôn, không ngờ xuống thấy ly nước chanh của ai pha sẵn, lấy lên đây luôn. Chắc cô ngốc quá, chút nữa nó pha lại sao. Nghe nói nè, bây giờ sắp tới là hai vợ chồng mình có con rồi, cho nên anh nghĩ ha, tiền sinh hoạt chắc chắn mình sẽ thiếu. Bây giờ anh vừa lóe lên một cái suy nghĩ, bây giờ ha, lấy tiền dành dụm của hai vợ chồng mình á, cái anh mua một chiếc tắc ráng ha, cái anh đi chở hàng ha, kiếm tiền thêm, xong á, cái anh lấy cái tiền đó ha, anh xây hẳn một cái nhà kho luôn, để anh chứa hàng, cái lúc đó mình giàu to luôn á, mình có tiền mình nuôi con mình, em thấy được không? Được hả? À, không có được. À, mình để từ từ đi chồng ha. Không có được đâu, mình phải suy nghĩ cho thật kỹ chứ. Tiền mình đã dành dụm cực khổ dữ lắm, thành ra mình mần cái gì mình phải để ý ha. Mình phải tính toán thiệt là kỹ, chứ mà lỡ xảy ra chuyện gì là mình không có tiền phòng thân đâu đó. Mình sắp sinh em bé rồi ha chồng ha. Ừ. Chồng ơi em xin lỗi, em làm sao có can đảm để nói ra sự thật với anh đây. Chồng ơi, em muốn nói với anh là... Em không cần nói anh cũng biết. Em rất là chu toàn, em rất là thông minh, em biết suy nghĩ cho chồng, cho con, cho gia đình mình. Anh nói ha, anh làm bao nhiêu tiền anh sẽ đưa cho em hết mà anh không sợ gì hết. Không có phải là giống như những người vợ trước à? Cái gì? Trước tôi là ông cưới con nào mà ông nói là mấy người vợ trước hả? Không, những người mà vợ trước á, ý anh là mấy người vợ trước của người ta á, mấy người vợ mà trong ấp mình nè, mấy người phụ nữ đó đó. Anh thấy ha, thấy cái lợi trước mắt mà ham tiền ha, bị người ta lừa gạt, nói cái gì cũng tin hết á, làm cái gì cũng đưa hết tiền cho người ta, làm vậy sao được. Nhưng mà vợ anh thì khác à nha, vợ của anh thông minh cho nên không bao giờ còn phi á, ai mà lừa gạt được vợ anh, đúng không? Ủa mà nãy em tính nói gì em? Chồng à, em muốn... Lọc em muốn à, Lọc. Gì? Dạ. Tía. Xuống phụ tía đổ cái nếp ra coi ngâm rồi đó. Bây giờ đổ ra cho nó ráo đi ăn gói bánh. Dạ dạ con xuống liền. Ngồi đây uống nước nha, không có làm gì hết nha. Anh xuống anh phụ tía. Dạ. Dạ con xuống đi tía. Chồng mày cưng mày thấy ớn không ha. Giờ sao giờ? Anh ơi, bây giờ phải làm sao hả anh? Bây giờ làm sao bây giờ anh? Sao chăng gì? Bây giờ chỉ cần tìm cách đổ lỗi cho thằng Khang, chính là tác giả của cái bầu này. Không được, một sợi tóc của em ảnh còn chưa đụng vô nữa, làm sao mà đổ lỗi? Khó, cũng phải nghĩ ra cách mà làm. Bộ em không nhớ mục đích ban đầu của tụi mình là phải hốt cho bằng được số tài sản của gia đình nó hả? Em nhớ. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ lỡ dính cái thai này mới khó nè. Vậy thì phá đi. Anh nói cái gì vậy? Anh nói vậy nghe được hả? Nghe không được,
Nghe không được thì làm gì tôi? Chứ bây giờ cô muốn sao? Cô muốn mất hết đúng không? Mất con, mất tiền, mất luôn cả danh dự. Chọn đi. Ăn đi, nhìn mọi người ăn nhiều vô. Ăn nhiều vô. Anh Nam ơi, chị An ơi, cảm ơn hai người nhiều nha. Nhờ có hai anh chị á mà Tết năm nay á, gia đình em được ăn một cái Tết lớn lắm luôn á. Không có chi. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha. Chúc hết năm nay rồi sang năm đơn hàng mình càng ngày càng nhiều rồi phát triển lớn hơn nữa. An thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tại vì đơn hàng vừa rồi mọi người làm rất là tốt, cho nên là mình đã giao sản phẩm cho các công ty đúng thời hạn và đã được phản hồi rất là tốt. Chính vì như vậy mà chúng ta đã có càng ngày càng nhiều đơn hàng hơn. Cho nên An mong muốn là trong năm tới mọi người tiếp tục đồng hành với công ty giống như mọi người đã từng đồng hành như vậy, có được không ạ? Cảm ơn mọi người. Anh phát đi. Em đi nha. Cái này lì xì nha. Cảm ơn anh chị nhiều nha. Gửi chị. Dạ cảm ơn. Lì xì cho mọi người nè. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Rồi. Dạ. Cảm ơn anh chị nha. Phát chị mới. Dạ rồi. Em gửi nha. Chúc mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới. Rồi em gửi. Cảm ơn nha. Trời ơi, không biết làm thôi, làm cái tay quầy ra hết trơn hả? Anh la làm tôi hết hồn hả? Thì phải từ từ mới biết chứ. Cái gì mà la không biết nữa. Cái vấn đề không phải là gói đẹp hay xấu, mà vấn đề là tự tao tôi gói nó mới là thú vị. Tánh tình gì kỳ cục quá. Ôi chị ơi, hơi sức nào mà chị cãi với ảnh. Trời ơi. Anh cứ như vậy không hả? Phải là cãi mà bà không có chịu hỏi người ta. Bà cứ làm ơn bà không à. Để chút nữa tôi chỉ chị cho. Anh Sáu à, anh em tụi mình già hết trơn hết trọi rồi, có cái dịp quây quần vậy á là nó hạnh phúc lắm rồi. Làm tôi nhớ tới cái chuyện hồi xưa. Phải chi mà bây giờ có năm tỏn chắc là vui lắm ha anh Sáu. Thôi nghỉ phè đi nha. Có con trai năm tỏn vô mất công nhiều chuyện chứ làm gì. Không có đâu mà. Anh ơi, tại tánh tình của anh á, khó ưa quá. Riết là không ai ưa hết. Chứ anh năm tỏn á, tánh ảnh tốt chứ anh đâu có xấu đâu. Mình coi lại mình đi. Mình sống mà mình ích kỷ cổ hủ quá. Mình nhỏ nhen quá. Thành ra riết chung quanh mình á, không ai chơi với mình hết á. Nè, bớt bớt cái miệng lại đi ngang. Hả? À, ăn ở đâu ở đâu mà đi khen người ta. Hả? À, biết vậy qua nhà cha năm tỏn ở luôn đi. Cái này là tôi góp ý thôi. Tại sao mà anh cứ tối ngày cái anh nghĩ lạ, cái anh năm tỏn xấu vậy? Cô mới về đây sao cô biết được cái chuyện gì? Thôi tôi không nói nữa. Thôi mà, ngày vui mà, người nhịn câu chút đi. Anh đâu có chịu nhịn tôi, chị thấy không? Nói một tiếng thì cãi 10 tiếng là đàn ông gì mà kỳ cục. Thôi tôi không làm nữa. Mọi người làm đi. Làm vô chị. Hai người ở chơi nha. Nói chuyện với nhau không hợp á, bực thiệt. An à. Dạ tía, tụi con xong rồi. Tụi con đi chợ luôn nha. Coi ra chợ mua trái cây đồ này nọ đi con. Dạ con biết rồi. Dạ. Với thấy quê mình phong tục tập quán vậy, vui quá bác Sáu ha. Với lại bác Bảy ha. Đúng là một cặp trai tài gái sắc hả chị Tâm? Dạ không, tụi con không có gì đâu. Dạ thưa tía con đi, con đi. Đi con. Dạ con đi. Con An nó giỏi ghê vậy nha. Vừa đẹp, vừa xinh, vừa giỏi vắng nữa. Con gái bây giờ vậy chứ hiếm lắm anh Bảy. Chứ hồi xưa ai chê nó? Chê nó xấu đồ này nọ đó. Anh cứ vậy hoài. Nè, con coi coi, coi của tía vậy có đẹp không? Trời ơi, thấy ghê. Tía. Dạ, con thấy ở bên nhà bác Sáu bển á, mọi người không khí vui lắm á tía. Hay là bây giờ tía qua bển á, tía dặn quà với bển đi tía. Rồi cái mình đáp nhau với bển á, mình gói bánh chung, vậy vui hơn á tía. Tao thấy không có gì vui á, không có gì vui hết á. Ở bên này là lo làm đi. Đừng bao giờ biểu tao qua nhà cha Sáu. Biểu tao giải quà, đời tao không bao giờ tao giải quà với thằng chả. Trời ơi. Góp ý lại cái nữa coi. Coi coi cái bánh của tía kìa. Gì đâu mà nó tròn vo mà tía cột méo xẹo. Cái kiểu này tía bỏ vô nồi mà nấu nó không nở ra con mới sợ. Nở tè le tắt lét luôn á. Chú Năm, chú nhìn kìa.
chú là người nhà quê á nha, chú là dân ở đây á nha, mà chú gói bánh còn thua con nữa nè. Bên Mỹ về gói bánh có khác không? Trời ơi, ta nói hả, nó đều tay, nhìn nó đẹp. Thôi 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 bà không có qua mặt, không có qua mặt được tôi đâu nha bà. Cái cục này mới là của bà nè ha, còn cục bà đang cầm á là của anh hai tôi làm. Ê, cái này là chị làm á nha. Thôi đừng có tào lao. Đây đưa đây em sửa lại cho. Bây giờ ở nhà này á có mình thằng Phúc là nó gói bánh đẹp nhất. Dạ. Cho nên bây giờ nè, con ở nhà con gói hết tất cả bánh của ngày hôm nay, thấy không? Tía nghỉ, tía không có tham gia. Thằng Khang đi chợ. Dạ. Mua trái cây về cúng ông bà. Dạ. Con Liễu đi với thằng Khang ra chợ ở quê đi. Dạ. Cho biết, thấy không? Lần đầu tiên lâu lâu con về con không biết chợ ở quê như thế nào để mà thấy cái không khí Tết nhất ở chợ. Nha. Dạ chú Năm, để con đi thay đồ ha. Ừ. Dạ gì con đi nha tía. Ừ. Trời ơi, gì kỳ vậy tía. Ráng nghe con. Mày nói con có đẹp quá nè. Mệt quá thôi khỏi gói đi. Đem mấy này trộn lại nấu chè ăn luôn. À, dưa hấu con. Dạ con chào chú. Dạ con mua dưa hấu cho chân Tết. Trái nào dưa ngon nhà chú ngọt lắm. Dạ. Anh thấy trái này ngon nè. Em thấy chưa Khang, người ta mở miệng là nói không có gì với nhau, vậy mà cứ xà nẹo cặp kè suốt ngày. À, cô làm cái gì vậy? À, xin lỗi nha. Trời ơi, chị vụng về quá. Ừ. Chết rồi, nãy giờ lựa dưa lâu lắm hả? Thôi lựa trái khác đi rồi mình đền cho ha. Thôi bỏ đi, không sao đâu, để lựa cho em. Để cho tôi hai trái dưa đó, chút nữa tôi quay lại lấy. Còn trái dưa bể này tính tiền cho cô Diệt Kiều này. Cô nhiều tiền lắm, không có quỵt đâu mà sợ. Ừ. Đi à. Nè. Nè. Mỗi lần nói xấu người ta là cái mỏ gì nhọn dữ lắm. Em đền dưa hấu cho người ta kìa. Không có tiền đền đi về Mỹ đi. Nè. Nè. Để em lựa cho anh mấy bộ đồ nha. Mua gì lựa đi em. Dạ. Cái màu đỏ này hợp với anh nè. Màu này rồi. Nha. Em trả tiền. Thôi được rồi, được rồi. Đi mua đồ cho bác Sáu lẻ đi kìa. Cái này á là em có lòng nhưng mà anh từ chối đó nha. Anh không phải từ chối nhưng dạ mà chuyện khác. Cảm ơn chị. Không có gì đâu. Thôi em đi nha. Làm thì mệt mà nhìn thấy vườn rau xanh gì cũng khoái. Mà mốt thu hoạch chắc đã lắm à. Không khí thiệt là yên bình, thoáng đãng. Anh Khang. Hả? Tại sao vậy hả? Tại sao anh đối xử với em tệ bạc như vậy hả anh Khang? Tại sao hồi bữa có mặt con An, anh nói là anh không bao giờ có tình cảm với em, chỉ yêu duy nhất một mình nó thôi. Bây giờ còn chuyện gì khác để nói không? Tôi đang nhức đầu quá. Trời, nắng chang chang gì không thấy vậy mà còn nói chuyện này nữa. Được. Nếu như anh đã xác định là không có tình cảm với em sẽ nói cho bác Năm nghe. Rồi em nói với nhà em, trả hết lễ dạm hỏi này nọ cho nhà anh. Rượu, trà, bánh, vàng bạc gì đó em trả lễ hết. Vậy? Trả đâu hay em. Tới lúc đó đó, để em coi, tía anh rồi cả nhà anh sẽ sống sao khi bị cả dòng họ dị nghị là bị nhà gái quỷ hôn chứ. Còn anh là một đứa con bất hiếu. Anh đem tai tiếng lại cho gia đình. Để rồi coi. Kêu. Trời. Bây giờ mà để cho Kiều nói với tía thì tía ông sĩ diện lắm. Rồi ông quậy lên cho coi nè. Không được rồi. Kiều ơi. Kêu. Khang. Chớ được Khang ơi. Khang. Vườn đã mày hư hết rồi Khang ơi. Sao kỳ vậy? Cháu đây còn nguyên à, mà đám bên kia hư hết kỵ ta. Khang. Anh Khang á, anh không có coi con ra gì hết trơn á. Bác coi á, con là vợ sắp cưới của ảnh, mà anh làm nhục con trước mặt người yêu cũ, mặt mũi nào mà con sống nữa. Thôi, để con về con kêu ba má con soạn hết mấy cái đồ dạm hỏi, đem qua đây trả lại hết cho nhà bác Năm. Không có cưới hỏi gì nữa hết á. Cưới một người mà không có yêu thương mình, về sống với nhau bất hạnh lắm. Nói nào nghe là gì nè. Nó chắc
thật ra thằng Khang nó cũng có mến con, nó cũng có để ý con. Chính vì điều đó cho nên nó mới mang đồ qua nó lễ, hỏi đồ qua nó dạm hỏi rồi cưới con. Nhưng mà tại cái nó gặp tình cũ nó cái tự nhiên cái lòng nó như nó hơi dao động chút xíu thôi chứ không có gì. Trời ơi, rau của tôi sao ra rong nổi như vậy? Hả? Sao? Trời ơi, chết rồi, rau vậy sao bán với người ta? Thôi được rồi, để bác về bác nói nó xin lỗi con nha. Vô đây, vô đây. Trời, ông thần cũng về rồi. Thánh thần ơi, vô đây con, vô đây. Vô. Gì tía? Nè, nè, làm ơn làm phước nè, xin lỗi nó một tiếng giùm cho tía cái coi. Tự nhiên mày đối xử tệ bạc với nó quá trời quá đất à. Mày làm gì kỳ cục vậy hả? Nè, 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 nó đòi đó hen, nó đòi hen. Nó đòi là trả lễ, nghĩa là trả lễ dần lại đó. Nhưng mà tính sao mà tính đi. Ừ. Dạ con nghe lời tía. Rồi anh xin lỗi, anh biết lỗi của anh rồi. Mà không dám gì đâu. Em đừng có khóc mà không có miếng nước mắt nào nữa nha. Anh đứng lại cho tôi. Anh xin lỗi mà không có thành ý gì hết á. Tôi không nhận. Chắc xin lỗi vậy thôi mày khóc. Nè, có những người người ta khóc, ta khóc không trào ra mà khóc ngược vô trong. Tao khóc hoài vậy nè. Khóc không phải vậy nữa, chứ không thấy là khóc mà phải trào ra đâu. Tía, ta cứ vụ khóc mà tía cũng hùa theo người ta nữa hả tía? Mày, cái tâm lý, có những lúc tâm lý con người ta, ta không thể nào chảy được nước mắt, ta chảy ngược vô trong không. Con cạn nước mắt rồi bác Năm. Đó, nghe không? Cạn rồi, không lẽ lấy nước lại đổ vô. Thì lấy nước đổ vô đại đi cho nó có nước mắt với người ta. Nè, nè, xin lỗi người ta tiếng nha, nha, tao nói mày đó. Thì cô nó xin lỗi rồi mà không chịu thôi. Bây giờ muốn trả lễ lại hả? Trả lại đi. Trời ơi. Nhớ là cô đồ cưới tôi chứ đâu phải là tôi đồ cưới cô đâu. Tôi đang có chuyện bực bội lắm. Cái đầu tôi rối lắm biết không? Bác Năm thấy chưa? Rõ ràng là anh không hề có ý định cưới con. Thôi, thôi, thôi được rồi. Thôi được rồi, bây giờ nè con, coi như là con đừng có nghĩ gì tới nó nữa, con nghĩ tới tới bác thôi. À, ý bác nói là bác là người lớn, bác sẽ chịu trách nhiệm, bác sẽ làm chủ cái chuyện này cho. Bác có cách trị nó, đừng lo nữa, đừng có khóc nữa, nha. Tía ơi, tía, tía, tía ơi. Cái gì? Vườn rau nhà mình á, bị hư hết rồi tía ơi, không có bán được. Kỳ này, nhà mình lỗ nặng rồi tía. Cái gì?